Con xin vâng dự thiều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự thiều học là quỷ tránh xa sự nổi dối. Suramme raya mạnh champa ma tan thana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự thiều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padani sa thukang kantoang apama de nani chakalang samarakita bang thì Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải đáp nguyện nhìn theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Silena sukatinyanti, silena phoka sambadan, silena niputinyanti tatman, silang quỷ số, thác dên. Khi chúng sanh đã sanh về, cõi trời cũng nhờ diệt giới, được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới, được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi cho thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thức lành thai. Un ta mang ghe na wan de hăng ba đa bản sư và rừng ta mang bùn thế yô ca li tu đô su bùn tu ca ma tu tăng mạng măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghê na quanh đê hăng thẩm manh cho đuôi thân quá răng thẩm mê vô ca li tu đô sô thẩm mô ca ma tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghê na quanh đê hăng sang khăn cho đuôi thón ta mong sang khê vô ca li tô đô su sang khô ca ma tư tăng mạng mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con tròn đủ được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha nhé. Phật tu sắp phẩm mạng ga lăng rắc thanh tu sắp bụt e quan ta ai sắp phẩm phụ trá hai nô pha quê nà sà đà sô thi phẩm quan tu tê phật tu sắp phẩm mạng ga lăng rắc thanh tu sắp bụt e quan ta ai sắp phẩm thầm mạng. Nô pha quê nà sà đà sô thi phẩm quan tu tê phật tu sắp phẩm mạng ga lăng rắc thanh tu sắp bụt e quan ta ai sắp phẩm sẵn trá hai nô pha quê nà sà đà sô thi. Phật hoàn tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người so tha la tho thu bồ tổ guru no ho po tất sa sa ne a lo ho su tổ hoi sa sa bế nhà tu vi sa tha la tham Sư Kỳ Tạo Vô Rô Na Ha Vô Thất Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Kỳ Tạo Ô Hi Ha Sa Bê Nha Thí Phi Tê A Tha La Tha Sư Kỳ Tạo Vô Rô Na Ha Vô Thất Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Kỳ Tạo Ô Tha Sa Sa Bê Hi Nha Thí Phi Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thức lành thai.
Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân Ngài. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno adumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno adumodantu chiran rakhantu no karu. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu anino. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyanno anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng nữ rõ trong mọi điều, long vương thần lực tỏ nhiều, đồng sinh hơn vững phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thùng tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, niềm chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc đò nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cùng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại rãng tu hành, nguyện trình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn giải đại, nguyện sao đạo quả sớm nguyên thành. Y đằng nô nhà ti nằng hồ tu sư ký tà hồn tu nhà tất nhu. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc. Đạo quả vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quất tập mê phun nhân, à sa hoa khát già quá hồng hồn tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên, được ở 10 muôn triệu thế giới Sa Bà. Vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chi phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô pu nhân nipan nasapat chất yo hồ tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Sa thức san thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya. Dạ, thưa giờ cũng đến giờ học với dự pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Nam mô tha sa phagavatu arahatu samma sambuddhassa. Brahma jaloka tibati sampati katan jalyan tiwaran ayajatha santi khasantam par
cha ti ca đề sẽ tu thâm mong a nu khăng phi măng pha chăng san tham ma pe lin vi na yan cha kha yan sun tan cha ban thang a bi tham ma cham mang a ko ta yan tu cha tu san cha dan dang pam bu tha nay je pha ri sa ya man je Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoán, Phật nhận lời nhưng chẳng chí hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộng giả ngại dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Năm thầy thính giữ phạm từ, đó là nhóm kiệu trần như, được nếm hương vị việc vụ như niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hạng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, Nam mưa là lưới khắp thế gian, với nhân cơ tin rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp lôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cậu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính cung kính thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính mít đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sa Kha Giá. Để lấy chia tụng đức tăng rung kính chào tất cả quý vị. Dạ nghe rõ mà. Alo 1 2 3. Rõ ha, ok. À, đây tiếp tục học các vi pháp tiếp ha. Đây, chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam atvadene svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Sipatibhano Bhagavato Savaka Sankho Sankhan Namami Sama Sambuddhanang Sattham Bhagavatamang Ativadipa Chitsang Atithamattha Sankhan. Con xin thành kính đảnh lễ toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vị diệu pháp. Dạ, Bồ Tát Giác, Đạo Bồ Tát. Thưa quý vị, chương trình cũng như thường lệ ha, đọc Bali trước và sau đó có vài câu đố vui có thưởng rồi sau đó học thêm chút xíu ha. Rồi xin mời MC làm việc nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc phần Bali. Mít sa ca sang ga hồ toát yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Mít sa ca sang ga hề cha tu hề tu lô phô đô sô mô hô á lô phô á đô sô á mô hô. Trong những phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Vô tham, 5. Vô sân và 6. Vô si. Sat-ta-cha-nang-ga-ni vi tắc cô vi cha ro bi ti so ma nát sang e cắt gá ta đô ma nát sang u bách kha. Có 7 chi thiền là 1 tầm 2 tứ,
ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu ưu và bảy xả. Đoà đa sa mát gan gà ni sam ma đích thi sam ma sẵn cấp bồ sam ma hoa cha sam ma cầm manh tô sam ma chi vô sam ma hoa gia mô sam ma sa ti sam ma ma thi mít cha thi mít cha cha hoa gia mô mít cha sa ma thi. Có 12 chi đạo là: một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bốn, chánh nghiệp; năm, chánh mạng; sáu, chánh tinh tấn; bảy, chánh niệm; tám, chánh định; chín, tà kiến; mười, tà tư duy; 11, tà tinh tấn; và 12, tà định. Vậy con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng, và con xin kính mời người kế tiếp. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ Sư Phước Sang. Kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 2. Ba quy sa sa tìn ri già ni chắc khùn ri dần sô tìn ri dần khà nìn ri dần chiều phìn ri dần cà dìn ri dần ít thìn ri dần bú ri xìn ri dần chì quý tìn ri dần ma nìn ri dần su khìn ri dần đúc khìn ri dần sổ mana xìn ri dần đồ mana xìn ri dần u bách khìn ri dần sát thìn ri dần quy ri dìn ri dần sa tìn ri dần sa ma thìn ri dần bành nhìn ri dần a nhành nhà tát xà mì tìn ri dần ảnh nhìn ri dần ảnh nhà tà quyền ri dần. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là: một, nhãn căn; hai, nhĩ căn; ba, tỷ căn; bốn, thiệt căn; năm, thân căn; sáu, nữ căn; bảy, nam căn; tám, mạng căn; chín, tâm căn; mười, lạc căn; mười một, khổ căn; mười hai, hỷ căn; 13, u căn; 14, xả căn; 15, tín căn; 16, tấn căn; 17, niệm căn; 18, định căn; 19, tuệ căn; 20, vị chi đương chi căn; 21, dĩ chi căn; 22, cụ chi căn. Na qua ba là ni sắc thà ba lần viriya ba lần sati ba lần samadhi ba lần bành nhà ba lần hiri ba lần ottapa ba lần ahira ba lần anottapa ba lần. Có 9 lực là: một, tín lực; hai, tấn lực; ba, niệm lực; bốn, định lực; năm, tuệ lực; sáu, tàm lực; bảy, quý lực; tám, vô tàm lực; và chín, vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Con kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang. Với sư kính lễ cô tu nữ Như Pháp, lễ quý cô tu nữ. Kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 3. Chattaro Athipati Chanda Thipati Viriya Thipati Chitta Thipati Vimansa Thipati. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chattaro Ahara Kappa Likaro Aharo Faso Dutiyo Mano Sanchetana Tatiyo Vinyanang Chatuthang. Có bốn loại vật thực là một hoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. Intriyesu Panettha Sota Patti Mak Gá Nhà Năng Ananya Tassa Mi Tin Triyan Arahatapha Lá Nhà Năng Anyata Vin Triyan Mắt Chê Chá Nhà Nà Ní A Nhìn Nhi Triya Nhi Tí Pa Vút Chàn Tí Chì Vi Tin Triyan Chá Rù Pa Rù Pa Quá Sề Ná Đu Vi Thăng Hồ Tí. Intriyesu Panettha Sota Patti Mak Gá Nhà Năng Anh Năng Nhà Tát Sa Nì Tình Trí Dân A Ra Hát Tá Phá Lá Nhà Năng Anh Nhà Tà Vinh Trí Dân Mắt Chê Chá Nhà Nà Ní Anh Nhìn Trí Già Nì Tí Phá Vút Chàn Tí Chì Quý Tình Trí Dân Chá Rù Pà Rù Pá Quá Xề Ná Đuối Thăng Hồ Tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là Tu Đà Vườn Đạo Tuệ. Vị trí đương trí căn tức giữ lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ. Cụ trí căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, vị trí căn tức là sáu trí. Nặng căn gồm cả hai sắc nặng căn và danh nặng căn. Dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy kinh, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống nước xin nhờ người kế tiếp. Con kính đảnh lễ Văn Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 4. Văn chắc huynh nhà nề sứ tràn Nanga ni ariwi awiri yu pala ni ahe tu ke su mak ganga ni na la fanti tatha wichikicca citte e kakata mak kinriya pala pawang nagacchati tuệ hệ tu ca ti hệ tu ca cho oneness về quá giác tha sam pha hoàng a thi phát tiết e cô quá la phát tiết. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm trong các vô tâm. Cũng vậy, trong vi tâm nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ có một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha he tu ban cha cha nan ga mat gan ga wana wan tu to sola solas indriya thamma cha pa la thamma na virita cha ta ro thi pa ti vu ta tatha hara ti sat tatha kusala dit sama kino vutto misaka sangkaho. Tóm lược, trong thực tế có sáu nhân, năm chi thiền, chín chi đạo, 16 căn, chín lực đã được trình bày.
Cũng thấy ấy, có bốn yếu tố ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, thưa con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính tri ân thầy kinh và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con xin kính đánh lễ sư Chí Đức và con xin kính đánh lễ các quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp ạ. Và con xin phép đọc bài ạ. Missaka Sangaho tót yếu những hỗn hợp pháp. Đoạn 1. Missaka Sangahe cha hệ tú lốp vô đô sô mô hồ a lốp vô a đô sô a mô hồ. Trong phần đại cương của những loại linh tinh có sáu nhân: tham, một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Satta cha nhân gà ni vì vitako vito piti somana sang ekagata domana sang upekha. Có bảy chi thiền là: một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, năm định, sáu u và bảy xả. Do tasamas do tasama gan gan do tassa makangani samatiti samma sankappo samma vacca samma kammanto samma jivo samma vajjamo samma sati samma samati micca ditthi micca sankappo micca vajjamo Mitya Samati. Có 12 chi đạo là: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Dạ, con xin cảm ơn trong nguyện đã bố bài. Con xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Con xin cảm ơn. Con xin xuống bích ạ. Mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con cho nguyện, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Dạ, con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc đoạn 2. Bà quỳ sa tìm trí già ní chắc khôn trí dân, sô tìm trí dân, khà nìn trí dân, trừ phìn trí dân, cà dìn trí dân, ít thìn trí dân, bố rí xìn trí dân, trì quý tìn trí dân, nìn trí dân, sú khìn trí dân, đục khìn trí dân, sô má ná xìn trí dân, đồ ma na sin tri yang u bác hiền tri yang sát thiền tri yang quý ri yin tri yang sát thiền tri yang
Samma thiền tri yang, pan nhìn tri yang, an anan nhà tassa mi tin tri yang, an nhìn tri yang, an nhà ta quyền tri yang. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dị tri căn, 22 cụ tri căn. Na wa ba la ni satha ba lang viriya ba lang sati ba lang Samadhi ba lăng, Panya ba lăng, Hiri ba lăng, Ottapa ba lăng, Ahirika ba lăng, Anottapa ba lăng. Có 9 lực là 1 tính lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực và 9 vô quý lực. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con cảm ơn, con kính tri ân thầy. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, thưa thầy, con không thấy bàn tay của ai để mà đọc bài nữa. Con xin kính thỉnh thầy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, sa thú ạ. Sa thú, cảm ơn quý vị. Rồi, giờ mình vô phần thứ hai là đủ vui có thưởng không? Chuẩn bị... ghi nha cô thư ký. Câu số 1. Ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo. Ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo. Hay, trong các tâm tịnh hảo luôn có ba nhân thiện. Hay, trong các tâm tịnh hảo luôn có ba nhân thiện. Ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo. Hay, trong các tâm tịnh hảo luôn có ba nhân thiện. Rồi, đúng rồi đó, con về ạc ha. Rồi, MC làm việc nha, kêu réo bà con lên lấy 10 điểm rồi nha ha. Rồi, đồng hồ của thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ thưa con, xin đọc lại câu hỏi của Thầy. Câu số 1. Ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo hay trong các tâm tịnh hảo có ba nhân thiện? Dạ thưa Xích Pháp Nguồn Lào Cai đã thấy câu hỏi chưa ạ? Dạ con kính mời đạo tràng, con kính mời bàn tay của cô Metta. Cô Metta ơi, cô Metta trả lời câu hỏi được không ạ? Dạ sa thú, dạ con kính dâng mic cho cô ạ. Dạ cô Metta ơi, cô Metta chưa có cầm mic đó cô. Dạ con kính dâng mic cho cô ạ. À. Dạ, dạ con xin sám hối, con quên cầm mic. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ. Con xin đọc lại câu hỏi số 1. Ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo hay trong các tâm tịnh hảo luôn có ba nhân thiện? Dạ, ba nhân thiện đó là nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì con thấy trong cái phần mà tâm dục giới tịnh hảo đó, thì không phải lúc nào cũng có đầy đủ ba nhân thiện đó. Mà đối với những cái tâm thiện hợp trí thì có đầy đủ ba nhân thiện. Còn đối với những cái tâm mà tịnh hảo, ly trí thì chỉ có hai nhân. Đó là vô tham và vô sân, chứ chưa có vô si. Và cái câu trả lời của con là như vậy. Chứ phải là cái giới thứ hai là trong các tâm tịnh hảo luôn có ba nhân thiện. Dạ con không biết đúng sai thế nào. Đó là câu hỏi của con. Dạ con xin trả máy lại cho thầy. Rồi, dạ thưa. Có ai bổ túc thêm không? Alo. Cô Hồng Nhung bổ túc thêm. Nghe của cô Hồng Nhung xem lúc này sao nói nghe yếu. Giọng nói thỏ thẻ. Mời lên nói lại coi. Mời cô Hồng Nhung bổ túc. Mời con. Dạ con thưa thầy, ba nhân thiện đó là ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì ba nhân này luôn có ở trong các tâm tịnh hảo thiện mà có trí, đó là trong bốn tâm đại thiện, trong chín tâm thiện đáo đại và 20 tâm thiện siêu thế là vô tham, vô sân và vô si. Còn đối với ba nhân thiện thì luôn tìm thấy ở trong những tâm thiện có trí, đó là 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 20 thiện siêu thế. Đó là câu trả lời của con thưa thầy. Sa thứ. Còn ai bổ túc nữa không? Pháp Nguồn Lào Cai có bổ túc không? Có cái gì hay hay chút xíu trong đây không? Mời Pháp Nguồn Lào Cai. Nhớ bài không?
Dạ thưa thầy, đa số là các cô trả lời đúng rồi ạ, nhưng nãy con thấy cô Hồng Nhung trả lời tám tâm đại thiện, thì tám tâm đại thiện thì chỉ có bốn tâm đại thiện hợp trí, còn bốn tâm đại thiện là ly trí, còn chín tâm thiện đạo đại là cũng đúng rồi ạ. Dạ, con thấy cũng trả lời tương đối đúng thôi con, cho nên là con cũng không có gì bổ túc thêm đâu ạ. Dạ, con xin được xuống mic. Đúng gì không? Nói chuyện vừa giống rồi. Rồi, ba nhân thiện luôn được tìm thấy trong các tâm tịnh hảo, đúng không? Đúng không quý vị? Ai nói đúng nha? Ai nói đúng thì chắc lắc, nói đúng vậy. Ba nhân thiện sao thì thấy trong các tâm tịnh hảo nữa. Chỉ trong tâm thiện, tịnh hảo hợp trí thôi. Có trong tâm quả không quý vị? Nhân thiện có trong tâm quả không? Trong tâm quả kia là nhân gì? Trong tâm quả thì lúc đó nhân được kêu là nhân gì? Nhân vô ký, học lâu quá rồi quên hết trơn rồi. Vô ký quả, đúng rồi, xa thứ, xa thứ. Thì người ta phát ba nhân đó được kêu là ba nhân gì? Vô ký tố, xa thứ, xa rồi. Thì câu trả lời là như thế nào? Thì ba nhân thiện chỉ có mặt trong những tâm thiện hợp trí. À, những tâm thiện hợp trí như là bốn thiện dục giới hợp trí ha, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc và 20 đạo, 20 sự thế, 20 đạo sự thế. À, còn những cái tâm quả tâm tố thì đâu kêu là thiện nữa, nó kêu nhân vô ký ha, người đứa học rồi ha. Nhân có chín, ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký, tất cả là chín chứ không phải là sáu nha. Học lâu rồi ha, quên hết trơn rồi, xong rồi. Câu số 1 ha, nắm được ha quý vị ha. Rồi câu số 2, khi chuẩn bị cho cô thư ký rồi, khi các nhân thiện không hiện hữu, khi các nhân thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là sự không có mặt của nhân bất thiện, phải chăng? Khi các nhân thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là sự không có mặt của nhân bất thiện, phải chăng? Rồi, câu này dễ ủi ha. Bao giờ mời cô Hồng Mai lên coi, Hồng Mai nãy giờ ngồi dưới cười tủm tỉm ở dưới. Mời lên đóng góp cho bà con học hỏi. Mời cô Hồng Mai. Dạ. Dạ con kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đến lễ sư Trí Đức, quý sư, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ. Kính chào thầy Kim, kính chào còn phải đâu cả. Dạ, không phải tủm tỉm đâu thầy ơi, mà đang sốt lên vì câu hỏi của thầy đây. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Câu hỏi số 2, khi các nhân thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là sự không có mặt của nhân bất thiện, phải chăng? Dạ, không nên nói thế, vì các tâm vô nhân thì không có thiện và nhân bất thiện. Thầy hết rồi, còn ai bổ túc thêm gì nữa, muốn bổ túc thêm cho nó hấp dẫn, mời chính tâm ra, chính tâm bổ túc thêm việc gì nữa.
Để con, dạ con kính chào thầy kinh. Khi các nhân thiện không hiện hữu thì đồng nghĩa là không, sự không có mặt của nhân bất thiện phải chăng? Thì giống như nãy con cũng không biết họ bổ túc như thế nào đây. Khi các nhân thiện hiện hữu thì đồng nghĩa là sự không có mặt. Thì thứ nhất là giống như nãy như khi một á, là khi các nhân thiện hữu nó có hai cái theo con nghĩ á, là một á, là những cái tâm mà vô nhân á, thì nó đương nhiên là nó không có thiện hay là bất thiện. Nhưng mà thứ hai cái vế thứ hai theo con nghĩ, nhưng mà khi không có nhân hiện hữu á, thì nó cũng có thể là có sự nó cũng có thể có sự có mặt của nhân bất thiện, cũng có thể luôn. Tại vì khi mà một là nếu mà cái nhân thiện và nhân thiện và nhân bất thiện nó không có, thì nếu có tâm vô nhân thì tất nhiên nó không có nhân. Nhưng mà khi cái nhân thiện hữu mà nó, cái nhân thiện không có, thì nó sẽ có nhân bất thiện, nó cũng có thể xảy ra. Tại vì mình không có nhân thiện mà mình không nhân thiện thì mình sẽ suy nghĩ những cái bất thiện, thì cái nhân bất thiện đó là tham sân si thì nó cũng có thể xảy ra. Và cái vế kia thì giữa cái có nhân thiện nhân bất thiện thì nó có thể là nó cũng không có, nó chỉ có tâm vô nhân thì nó không có thiện hay bất thiện. Nhưng mà về cái nhân thiện nếu không hiện hữu thì cũng có thể là không có nhân thiện thì cũng có thể có nhân bất thiện xảy ra, cũng có thể là. Thưa thầy, con xin hết ạ. Đúng không vậy? Alo, đúng không? Alo. Dùng đúng rồi. Đúng không vậy ha? Đúng rồi, không có nhân thiện, nhân bất thiện cũng có thể có mặt như thế làm gì. Ai dám nói không có mặt đâu. Xa thứ chánh tâm, xa thứ. Còn 2 năm điểm, chánh tâm 5 điểm, 2 người 10 điểm. Xa thứ. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Những pháp nào thuộc về thiện? Những pháp nào thuộc về thiện? Thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Những pháp nào thuộc về thiện? Thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Rồi câu dạy à ha, nãy giờ hỏi tùm lum giống giống vậy hết trơn ha, giờ trả lời câu này không lấy 10 điểm nữa là dở quá. Rồi Tina, nãy giờ Tina ngồi em ru tấm điểm với Tina lên coi. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính anh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ câu số 3. Những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Nhân thiện thì có vô tham vô sân vô si. Thì những pháp nào thuộc về thiện thì có những cái tâm thiện như vậy thì mới làm về việc thiện. Dạ phải. Những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Dạ phải. Là câu trả lời của con. Con kính tri ân thầy.
xuống ngồi đó ngồi chơi ha. Mời tiếp, mời ai lên này. À, cô mấy ta lên gỡ vốn, cô mấy ta lâu mất rồi, cô mấy ta đâu rồi, lên gỡ vốn rồi cô mấy ta ơi. Cô mấy ta em ru rồi. Rồi vậy thôi, mời à đây Châu Nguyễn thư ký lên trả lời cho ngon lành nha. Thư ký lên lấy 10 điểm cho người ta quan hỷ nha. Mời thư ký. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Dạ. Dạ thưa thầy, câu số 3, những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn Sittina đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ thầy ơi, Sittina trả lời đúng mà con cũng thấy đúng rồi mà thầy. Sao thầy chưa chịu hả thầy? Những pháp nào thuộc về thiện? Con câu trả lời của con cũng là đúng rồi thầy. Đâu có, con không biết bổ sung cái gì thêm nữa hết thầy ơi. Dạ có sai con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Cũng như không. Lên về giống. Thôi mời con mai. Dạ con xin bổ sung mà không biết có đúng không nha thầy. Câu số 3, những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Nhân thiện có 3 nhân, nhưng pháp thiện thì có khi có 3, có khi chỉ 2 nhân. Mà 2 nhân là vô tham, vô sân, thiếu vô si, làm thiện ly trí. Thiện có trí thì có 3 nhân, vô tham, vô sân, vô si. Dạ thưa thầy hết. Rồi ngồi xuống chờ lãnh trứng luôn. Mời Pháp Nguồn Lào Cai. Pháp Nguồn Lào Cai lên lấy 10 điểm cho câu dễ quá. Dạ con xin được thêm, không biết có đúng hay không, nhưng mà những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng, thì cái câu này thì nó cũng chưa được chính xác ạ. Bởi vì là những pháp thuộc về thiện thì có những cái nhân, như là có cái nhân nhân như là những cái tâm tố đó, thì nó cũng không phải là gọi là nhân thiện, mà gọi là nhân, nó là nhân nhân tố. Nó cũng không thiện, không bất thiện ở đó. Cho nên cái câu hỏi là những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng, thì cũng không chính xác. Đã con xin được bổ túc thêm như vậy có đúng hay không ạ? Nhưng mà sai xin thầy chỉnh sửa cho con. Rồi xuống ngồi chung chuồng luôn, lãnh đồng dịch luôn. Mời tiếp rồi ai đây? Còn ai được? Quang Thanh chưa trả lời. Quang Thanh có trả lời được không? Giờ tay lên. Quang Thanh nó mất tiêu rồi. Rồi Chánh Tâm đi, giờ Chánh Tâm đi. Mời Chánh Tâm. Dạ. Con xin trả lời. Trời. Việc này là cực. Này hên xui thôi. Dạ, những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Thưa thầy, con nghĩ không đúng, vì pháp thiện thì những cái tâm mà những cái tâm quả đó
những cái tâm quả mà vô ký đó, hay là những cái tâm di tác đó, là những cái tâm nó là cái vô ký, nhân vô ký, vô ký nên không gọi là nhân thiện. Những cái tâm mà di tác như là 8 cái tâm di tác, 5 cái tâm di tác sắc giới và 4 cái tâm di tác vô sắc và 20 cái 20 cái 20 cái tâm quả theo con nghĩ về thiện siêu thế, thì con nghĩ nó không phải là nhân thiện vì nó đã là cũng như là vô. Ồ, con hốt dịch nhiều á. Ok, hốt dịch nhiều á, vậy là sao? Để con suy nghĩ. Để con đọc con xin. Những pháp thuộc nào về thiện chết mà thì những pháp ấy chính là nhân thiện. Ây da, chị con. Thôi con xuống xuống để con suy nghĩ tí xíu thầy. Con nói nữa là con ngán hốt dịch nhiều nữa. Mời chị Nhung lên cứu bồ chị Nhung ơi. Hồng dịch là bạn đắt quá, con cầu bạn đắt quá chừng. Suy nghĩ nha, lấy suy nghĩ nha. Ok, rồi ta suy nghĩ chút xíu. Ai lên cứu bộ đi, ai tình nguyện lên cứu bộ. Lãnh trứng cho nó vui, đông cùng nhau lãnh trứng cho vui. Dễ quá, con không biết là kỳ gì ta. Rồi suy nghĩ cho ra chưa? Nghĩ ra chưa ra chưa? Cái gì đó, thời giờ là vàng vàng. Nghĩ chậm ra là chết. Cô Kim Dung có cứu bồ được không kìa? Cô nào nữa cứu bồ được không? Rồi mà cô Dung. Dạ, con xin sám hối, con chưa cầm. Thưa thầy, nếu về cái chữ thiện, câu 3 là những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện phải chăng? Thì theo ơn nghĩa, khi nào là về thiện, về pháp thiện thì có 5 cái định nghĩa về thiện, đó là không bệnh hoạn, là tâm tốt đẹp, là tâm khôn khéo, là tâm chẳng vô. Và cái việc thiện á, tính theo 10 việc thiện đó là thí, cung kính, tùy hỷ, thính pháp, thuyết pháp và kiến thị. Thì tất cả những việc này đều có ở nhân thiện. Dạ. Theo con nghĩ thì là 10 cái việc thiện này đều có nhân thiện. Nhưng mà nhân thiện thì nó có 3 nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Khi mình làm những việc thiện nào mà với cái có độ có tâm tư thì mình có tâm tư thì mình có đủ 3 nhân vô tham, vô sân, vô si. Dạ, có khi thì mình chỉ làm có 2 nhân mình làm mà không có suy nghĩ chín chắn, không có chánh kiến thì mình chỉ có nhân vô tham và vô sân, thì đó cũng là nhân thiện nhưng mà thiếu trí. Dạ, đó là câu trả lời của con. Dạ, con thấy các bạn trả lời cũng đúng đó thưa thầy. Con xin xuống mic, con kính tri ân thầy.
là đi một vòng Tam Quốc đi từ Bắc tới Nam vòng ra lại chắc không ai nghĩ ra. Rồi những pháp nào thuộc về thiện thì những pháp ấy chính là nhân thiện, phải chăng? Thì nhân thiện có mấy? Nhân thiện có mấy quý vị? Nhân thiện có ba. Rồi pháp thiện có mấy? Pháp thiện có nhiều lắm, pháp thiện có nhiều, ngoài nhân thiện ra pháp thiện cũng có đầy đủ thứ pháp thiện. Chứ đâu phải là có ba là chỉ có nhân thiện thôi, mình không thể nói pháp thiện chính là nhân thiện được. Nhân thiện chỉ có ba thôi, những pháp thiện ngoài ra thì gọi là pháp thiện chứ cũng không phải là nhân thiện, phải không? Rồi nắm được chưa? Dễ mà từng lộn ngược xuống một người. Rồi, ok. 7.000 hay lắm. Còn pháp thiện thì nhiều lắm rồi, không nên là vậy. Rồi, mày bán trứng ha, bán con câu, bán quá trời trứng. Câu số 4. Câu số 4. Những tâm nào là bất thiện? Những tâm nào là bất thiện? Thì những tâm đó, những tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng? Những tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng? Những tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng? Rồi, câu còn dễ hơn câu nãy nữa, dễ ủi luôn ha. Cô gì đó, cô Mai lên gỡ giống hồi nãy giờ thua quá, lên gỡ giống cô Mai. À, con xin đọc lại câu hỏi. Những tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng? Dạ thưa thầy, đúng ạ. Nhân bất thiện thì gồm ba nhân: tham, sân và si, có 12 bất thiện. Dạ. Những việc bất thiện á, thì đều nằm trong 12 tâm này thưa thầy. Dạ, con xin hết ạ. À, cái gì xin lãnh chứng lịch ạ. Rồi, lãnh chứng dịch là chắc thôi, học quy pháp trả lời kiểu đó, lãnh chứng dịch rồi. Chứng dịch tiếp là chỗ ghê ha. À, cô Châu Nguyễn nãy giờ nói tung lên nói lại ra sao, cô lên giải câu này cho nó con lành cho Châu Nguyễn. Suy nghĩ chi mà suy nghĩ lâu rượt. Pháp nguồn là ai nghĩ ra chưa? Chính tâm nghĩ ra chưa? Ai nghĩ ra do ta chết? Rồi mời Phước Nguồn Lộc Ngài. Dạ, con kính thưa thầy, con xin được trả lời câu nói, nhưng chắc chắn là ăn chứng rồi, nhưng mà con cứ trả lời thôi, đến đâu thì đến. Dạ. Con cảm ơn cô Meta cho biết tín hiệu. Dạ, những tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng? Dạ, thưa thầy, căn bất thiện thì gồm có tham, sân, si. Nhưng mà nếu mà những cái tâm bất thiện, những
tâm nào là bất thiện thì những tâm đó luôn đồng sanh với các căn bất thiện, phải chăng cái này thì cũng chưa chính xác lắm thưa thầy, bởi vì là trong cái tâm tham á, thì nó có hai nhân của nó là tham và si thôi ạ. Còn sân hai cái tâm sân thì cũng chỉ có căn sân và si thôi ạ. Còn trong các tâm si này thì nó chỉ có một nhân là nhân si, cho nên là nó sẽ không thể đồng sanh được tất cả với những cái tâm bất thiện như vậy, cho nên cái câu này con thấy là không nên nói như vậy ạ. Con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Ơi, xà hữu giỏi quá ba, chính xác ha. Nếu mà nói đồng sanh các căn bất thiện mà đặt ha, nó tùy theo ha. Tham thì có hai căn thôi, tâm sân hai căn, tâm si có một căn ha. Rồi nói còn giỏi nè, 10 điểm ha, gỡ vốn luôn ha, gỡ vốn rồi, xà hữu. Học bài là mình trả lời được thôi. Rồi tới câu số mấy rồi này, câu số 5. Năm, tâm nào không có căn bất thiện, tâm nào không có căn bất thiện thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Tâm nào không có căn bất thiện thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Rồi, câu này dễ nữa ha. À, mời ai quý vị tình nguyện nha, dành lên lấy điểm ha, gửi lại ha, 10 điểm ha. Rồi xin chú quý. Dạ thưa thầy, con xin thử trả lời câu này xem ạ. Tâm nào không có căn bất thiện thì tâm đó chính là tâm vô nhân, phải chăng? Dạ, câu này cũng không đúng ạ. Bởi vì là tâm vô nhân thì nó không có nhân, nên là nó sẽ không có tham sân si ở đấy ạ. Cho nên câu nói này không nên nói thế ạ. Tâm vô nhân nghĩa là nó không có nhân tham sân si, và nó cũng không có nhân vô tham vô thân vô sân vô si, cho nên là gọi là tâm vô nhân, nó không có nhân rồi thì nó sẽ không có căn thiện hay bất thiện gì ở đó. Đã con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Cho nên câu nói là gọi là không nên nói thế ạ. Đúng không vậy? Đúng không cho biết đi. Chấm điểm đi. Cô Mita đúng, còn ai nữa? Gì có thể là tốt tiện mày chứ. Rồi, căn thiện. Rồi, mời cô Dung Linh giải thích thêm cho bà con có hiểu rồi. Dạ, con thưa thầy là pháp môn Lào Cai trả lời cũng được ạ, nhưng mà con chỉ bổ sung thêm là khi mà không có căn bất thiện là căn tham, căn sân, căn si thì nó cũng có thể là nó có căn vô tham, vô sân, vô si, tức là nó không có ba cái căn bất thiện thì nó có thể có hai căn thiện hoặc là ba căn thiện. Dạ, con chỉ bổ sung phần đó thôi thưa thầy. Dạ, con xin xuống đây. Rồi, sao rồi, pháp nguồn là cái đoạt giải quán quân hôm nay ha, lấy được 10 điểm nữa là 2 giật điểm, xa thử tâm vô nhân, phải là tâm không có cái tâm căn bất thiện đâu. Cả căn thiện cũng không có luôn, căn thiện cũng có, không thấy gì căn bất thiện.
và xa đó ha, mai pháp là cái dịch giải, dịch giải quán quân. Và là năm câu hỏi để cho quý vị giải ha. Rồi bây giờ mình vô tiếp bài học, nữa học tới hết cái gì nữa bạn này, nữa học hết học tới đâu rồi, giờ vô tới thiền phải không, bảy chi thiền phải không quý vị? Bài số 1 xong á, giờ vô bài số 2 đúng không? À, ok rồi, số 2 là bảy chi thiền. Sattaccha nangani, sattaccha nangani, là bảy chi thiền. Thì trong thiền chi thường thường mình thấy có năm ha, tạm tứ vĩ lạc định, nhưng ở đây người ta chọn biết là có bảy. Bảy lý do tại sao ha? Thì bảy chi thiền cho chúng ta biết là có tầm, đắc cô, tứ, quý cha rô, hỷ, bi tí, lạc, sô ma nát sang, định, e các cái tà, u, đó là sang và xã bảy kha. À, thì như vậy chúng ta có bảy chi, bảy chi thiền thì như thế nào để chúng ta sẽ đi tuần tự xuống để mình thấy được cái vấn đề ha. Thì trong thiền chi được cho mình biết vậy, thì chữ cha ná, cha ná là căn từ chữ chê, tức là thiêu đốt, cha bê tí, thiêu đốt hoặc là bám sát, là cái ý nghĩa của chữ cha ná, là thiêu đốt, là bám sát vào đối tượng. Rồi cái chữ cha cha ná này có một cái từ khác ta dùng chữ là samathi, là từ cái căn là sam cộng thí, căn sam cộng thí đó. Thì hai cái chữ này mình gom lại nghĩa lại với nhau thì được nói lên một cái sự gọi là một sự tập trung, một cái sự hợp nhất của tâm, hợp nhất của tâm, tức là định đó. Tâm chỉ có tâm chấm gọi là định, thì như vậy gọi là samathi, tức là tâm gom lại tập trung hợp nhất trên một đối tượng thì được gọi là định, hay là sự tập trung hợp nhất, thì đó là từ chữ samathi. Thì mình thường hay nghe có thiền, thiền chỉ, thiền quán, thì samathi là thuộc về thiền chỉ ha, sự tập trung hợp nhất ha. Rồi trong cái chữ thiền này ta cho mình biết là nó có ba cái ý nghĩa. Thiền có nghĩa thứ nhất là trạng thái tu luyện nội tâm đạt đến sự tĩnh lặng, thì ý nghĩa thứ nhất là một cái trạng thái tu luyện mình tu tập cái nội tâm mình đạt tới một cái trạng thái tĩnh lặng, yên tĩnh hoàn toàn, duy nhất chỉ có một đối tượng là mình đạt tới cái sự tĩnh lặng này, đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là suy gẫm, bám sát, chăm chú mạnh vào đối tượng, tập trung tinh thần, đắm mình chìm sâu vào đối tượng được chọn lọc, thì đó là ý nghĩa này, nó nhiều cái vấn đề ha. Và cho biết là thiền là mình suy gẫm, mình bám sát vô đối tượng, mình chăm chú vô đối tượng một cách thật là mạnh mẽ, bám sát chặt vô, rồi tập trung tất cả những cái lực tinh thần của mình vô trong đối tượng, rồi mình đắm chìm sâu vô, càng lúc càng kháng khích vô đối tượng ha. Thì khi mình làm được như vậy thì đó là ý nghĩa được gọi là thiền, đó là cái nghĩa thứ hai. Rồi ý nghĩa thứ ba là thiêu đốt các pháp chướng ngại, Nivaranas, là thiêu đốt các pháp chướng ngại. Khi mà người mà vô thiền được thì nó sẽ thiêu đốt các pháp chướng ngại, và những pháp mà làm cản trở cho thiền, thì cái thiền này nó sẽ thiêu đốt hết, nó sẽ làm lại dập mấy cái pháp đó ha. Đó là ba cái ý nghĩa nói về thiền, mà cho chúng ta nắm ý nghĩa sơ lược và giải hạn để biết về cái ý nghĩa của thiền là như thế nào. Chứ không phải thiền ngồi xuống xếp bằng lên diêm mà thiền không vậy. Thiền là phải đạt với một trạng thái tâm mình phải an trú trên đối tượng, phải gom tâm bám chặt đối tượng, tập trung cái thần chìm sâu vào đối tượng, luyện cho cái tâm mình đạt với một cái sự tĩnh lặng, rồi nó đè ép hoặc là nó thiêu đốt các cái chướng ngại thì được gọi là thiền. Rồi thiền cho chúng ta biết là nó có hai cái phương cách thiền, có hai phương pháp cách thiền. Thứ nhất là thiền chỉ samatha chana, samatha thì là mới học mới, samatha chana là thiền, samatha là chỉ tĩnh, thiền chỉ là samatha chana. Thì thiền chỉ này có bốn cách. Thứ nhất là có năng lực áp chế phiền não, là thiền chỉ, tức là thiền chỉ tĩnh,
là nó có năng lực áp chế những phiền não tham dục sân hận hôn trầm tỷ miên cạo hối và nghi ra năm cái tiền cái năm cái phiền não hoặc là những cái phiền não về về dục tham rồi sân hận đủ thứ thì nó có khả năng nó áp chế những cái phiền não đó. À, thì đó là cách thứ nhất là áp chế cái năng lực nó áp lực cái dụng lực để áp chế phiền não. À, cái thứ hai là thân tâm được an tịnh. À, khi mà thiền chỉ mà vô tu tập thiền chỉ thì làm cho cái thân tâm mình nó được an tịnh, tâm được lắng động, thân được yên tĩnh. Thì vậy được cái thứ hai là cách thứ hai là được thân tâm được an tịnh. Cái thứ ba là chứng được các pháp thần thông. À, khi mà người tu thiền chỉ đạt tới là ngũ thiền đó, đạt tới là ngũ thiền sắc giới đó, thì họ có thể từ cái ngũ thiền này họ sẽ luyện và thông được. À, cho nên thiền chỉ là có khả năng chứng được các pháp thần thông. À, là cái quay lực của cái thiền chỉ nó cũng đặc biệt lắm. Rồi số 4 là an trú diệt thọ tưởng định. À, tức là người tu thiền chỉ được đạt định được thì họ sẽ đạt tới một cái trạng thái là an trú diệt thọ tưởng định. À, và mà nói sơ lược về thiền chỉ nó có 4 cách ha. Năng lực áp chế phiền não nè, thân tâm được an tịnh, chứng được các pháp thần thông và an trú diệt thọ tưởng định. Rồi như thế nào đối với cái vấn đề này thì đối với các hạng người nè, phàm phu tức là phàm nhân mình đó, phàm nhân và hai bậc thánh hữu học đầu tức là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm á, thì phàm nhân và hai bậc thánh hữu học đầu là có được ba cách đầu. Ba cách đầu tiên tức là phàm nhân hay thánh hữu học đầu thì nó có khả năng là áp chế phiền não, có năng lực áp chế phiền não. Thì khi mà họ luyện qua thiền chỉ, luyện thiền chỉ thì có khả năng là áp chế phiền não. Cái thứ hai là tâm và được an tịnh, thân tâm được an tịnh. Và cái thứ ba là chứng được các pháp thần thông, tức là bậc phàm phu và hai bậc thánh hữu học làm được ba điều này A, B, C. À, quý vị nắm được cái ý này không vậy? Tức là bậc phàm nhân hay là bậc thánh hữu học tu về thiền chỉ đó thì họ đạt được ba cái này và có năng lực áp chế phiền não, tâm được thân tâm được an tịnh, chứng được các pháp thần thông. À, là được ba cái. Nhưng mà cái thứ tư không được ha. Cái thứ tư không được nha. Rồi cái bậc tam quả tức là bậc A-la-hàm á, bậc tam quả thì có được cả bốn luôn. À, bậc tam quả thì có được áp lực áp năng lực áp chế phiền não được ha, tăng thân tâm được an tịnh ha, chứng được các pháp thần thông và họ an trú vào diệt thọ tưởng định được luôn. Là chỉ gọi là bậc tam quả là có luôn cả bốn cái cách này. À, nhị quả với là phàm phu thì nhị quả sơ quả phàm phu thì không làm được điều này, mà chỉ có bậc tam quả mới có thể an trú vào diệt thọ tưởng định. Đó là đối với hàng người thuộc về bậc tam quả. Rồi bậc a la hán thì có ba cách, nhưng mà trừ cái cách đầu, à, tức là thân tâm được an định được nè, chứng được các pháp thần thông được nè, an trú diệt thọ tưởng định được, là đối với bậc a la hán. À, nhưng mà cách đầu tiên thì không có. Quý vị biết tại sao không có không? Trừ ra cách đầu tiên, từ cách A. Biết sao quý vị suy nghĩ coi. Xa thứ xa, lớn phiền não đâu còn đâu mà. Hết phiền não đâu còn đâu mà áp chế với đường tiêu diệt. Hát ha, mà không hát thì có chỉ có ba cái dưới thôi, cái tên là sạch sẽ là không còn nữa không. Rồi xà phải xà phải ha. Rồi đó là những cái cách mà chúng ta biết là về thiền chỉ ha. Rồi đi xuống cái số hai sơ lược về thiền quán. Vipassana chana, Vipassana là thiền quán ha, chana là thiền. Vipassana chana, chana. Rồi cái chữ Vipassana đó thì cái chữ vi, chữ vi đầu tiên vì là đặc biệt, à, tức là nói là một cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó và ngoài cái thông thường ha, à, vì là đặc biệt, à, cho mình biết mình hiểu rõ ý nghĩa này thì mình tu tập mình mới tu đúng được, còn mình không hiểu ngay cái từ mình không hiểu được thì làm sao mình tu được ha. À, thì cái chữ vi là đặc biệt, tức là cái đối tượng đặc biệt, cái gì đó đặc biệt, nó không phải là chuyện thường, không phải là chuyện. Rồi Vipassana có nghĩa là thấy rõ, thấy thấu suốt. À, cái chuyện Vipassana là thấy rõ, thấy thấu suốt, là thấy không phải thấy bằng mắt mình ha,
không phải là nhìn thấy này thấy kia, không phải vậy, mà Vipassana là thấy rõ, thấy thấu suốt. Thấu suốt cái gì à, thì mình sẽ từ mình tìm hiểu không. Rồi cái Vipassana ráp hai chữ vô, Vipassana là thấy rõ một cách đặc biệt, cái gì đặc biệt mà thấy rõ thì thấy rõ thấu suốt một cách đặc biệt, hay tôi gọi là minh sát, là thấy rõ một cách đặc biệt à, như thế nào thì nó có, người ta cho mình biết là nó có cái tầm nhìn siêu việt vĩ đại tối cao à, là thứ nhất là khi mọi người tu tập Vipassana là phải có cái tầm nhìn siêu việt, tầm nhìn vĩ đại, tầm nhìn tối cao à, thì mới gọi là thiền quán à, thứ hai là nhìn thấu suốt bản chất, tức là phải nhìn thấu suốt cái bản chất thật của các pháp thì mới gọi là thiền quán. Ví dụ như mình nhìn thấu rõ được đâu là danh, đâu là sắc, đâu là nhân duyên cấu tạo danh sắc, đâu là tâm, đâu là tâm sở, đâu là những cái nhân duyên phát sanh những tâm sở, thì mình phải thấu suốt rõ cái bản chất như vậy thì mới gọi là thiền quán. Còn mình đi đi đứng nằm ngồi dòm dòm nhịp nhịp thì cái đấy chưa là gì anh em cái gì à, thiền quán là một cái thấy nhìn đặc biệt, thấy bằng trí tuệ, thấy bằng cái tầm nhìn siêu việt, thấy vĩ đại, thấy một cách sáng suốt, thấu suốt tất cả các pháp, bản chất của nó như thế nào, thấy rõ như thật như thế đó. À, đây là một cái pháp môn mà chỉ có Đức Phật mới tìm ra cái này ha. Ngoài Đức Phật thì không ai có tìm ra được cái phương pháp này. Đó là cái được gọi là Vipassana. Rồi, hiểu ha, vì nắm được cái ý nghĩa, mình nắm được cái ý nghĩa chứ Vipassana rồi thì mình mới hiểu được là mình đang ở đâu ha. Mình đang tập cái gì và mình đang an trú như thế nào thì mình mới hiểu rõ được. Còn thôi mình cứ lầm tưởng là mình đó giờ mình đang thiền quán, mình đang thiền minh sắc tuệ này, nghe dữ dội lắm, ngay cả cái chữ mình chưa chắc mình hiểu được như thế nào à, cho nên đây là cái chữ Vipassana cho mình biết là một cái gì đó thấy rõ, thấy một cách đặc biệt, thấy một cách là siêu việt à, nhìn thấu rõ bản chất của sự vật một cách như chân như thật à, thì được gọi là Vipassana. Rồi cái Vipassana này, cái công năng đó, cái công năng của cái thiền quán này là nó phải đạt đến đạo quả, là phải chứng ngộ Niết Bàn. Đây là công năng đó. Khi một người tu Vipassana đúng chất rồi đó, đúng cái phương pháp đó, thì nó sẽ làm nhân làm duyên đưa đến sự chứng đắc được đạo quả, tức là từ sơ đạo cho tới tứ đạo, sơ quả tới chứ quả tứ quả, đạt đến đạo quả. Và đối tượng của cái thiền Vipassana này khi mà chứng đạt được đạo quả phải là Niết Bàn, thì công năng của nó là đưa đến một sự chứng đạt đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn à, thì đó là công năng của thiền quán à, và sơ lược cho chúng ta thấy về à, thiền chỉ và thiền quán nó có những ý nghĩa vậy ha à, có dịp nào chúng ta sẽ học cái bài chuyên về thiền quán thiền chỉ thiền quán riêng ha. Rồi thiền có thiền hai loại à, tức là thiền có hai loại, thiền hai loại A là hiệp thế, B là siêu thế, A là thiền là hai loại. A là hiệp thế, B là siêu thế. Rồi hai loại khác là A là thiền đối cảnh, thiền đối lấy cảnh là làm đối tượng, thiền đối cảnh đối với cái cảnh là thiền đối chiếu với cảnh, thiền đối cảnh. Thì như thế nào là thiền đối cảnh? Là thiền bắt đối tượng chế định, à, tức là đối tượng của thiền là bắt cái đối tượng thuộc về chế định pháp. À, tức là những cái loại tâm thiền như là 15 tâm thiền sắc giới, cái đối tượng thuộc về chế định. Không vô biên xứ cũng bắt đối tượng là chế định, vô sở xứ cũng bắt đối tượng là chế định pháp. Thì như vậy thiền đối cảnh là bắt đối tượng chế định, thì gồm có 15 thiền sắc giới, không vô biên xứ, vô sở xứ. Rồi bắt đối tượng là danh pháp thì có thức vô biên xứ và phi tưởng vô biên xứ. À, thức vô biên xứ bắt lấy danh pháp làm đối tượng, phi tưởng phi xứ cũng bắt lấy danh pháp làm đối tượng chứ không phải là chế định nữa. Vì vậy chúng ta có chế định thì gồm có 15 sắc giới, không vô biên, vô sở hữu, bắt đối tượng danh pháp là thức vô biên, phi tưởng phi tưởng à, đó là hai vấn đề ha. Rồi bắt đối tượng cả danh và sắc luôn, cả hai luôn, danh và sắc, thì chỉ có tứ niệm xứ là có thể bắt được cả hai danh và sắc à, thì khi mình niệm thân, mình quán thân, tức là mình quán sắc, tức là mình quán về cái sắc pháp. À, là quán thọ, là quán về thọ với tâm luôn á, thọ cũng là danh mà tâm cũng là danh luôn á, thì quán thọ và tâm mà thuộc về danh pháp à, còn quán pháp á, là nó có cả hai luôn, cả danh và sắc,
Quý niệm xứ thì quán luôn được cả danh và sắc luôn ha. Đối tượng cả danh có, sắc có mà cả hai cũng có luôn. Thì như vậy đó là bắt lấy đối tượng mà thuộc về đối cảnh là sắc có, danh có, danh sắc có, tục đế có, à, là cái thiền đối cảnh. Rồi B là thiền đối tướng. Thiền đối tướng là đối tướng, đối chiếu tướng thì gồm có tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã, à, là thiền đối tướng. Vô thường, khổ, vô ngã. Thì như vậy thiền đối cảnh cho mình, à, thiền đối cảnh thì cho mình biết có những cái vấn đề ha, là bắt giới định, bắt danh pháp, bắt sắc pháp. Mà thiền đối tướng thì có vấn đề là vô thường, khổ, vô ngã, thì đối với tam tướng. Rồi đó là thiền đối cảnh, thiền hai cái thiền ha. Rồi tiếp theo là tà thiền. Tà thiền và chánh thiền. Tà thiền là các chi thiền trong các tâm bất thiện thì được gọi là tà thiền. À, thì những cái thiền mà những cái tầm tứ mà trong tâm tham, tâm sân gì đó thì nó được gọi là tà thiền ha. Gọi thiền cũng thiền, nhưng mà kêu là tà thiền, giống như cái thằng mà ăn trộm nó cũng tập trung dữ lắm, nó cũng tầm tứ rồi dữ lắm. Nó rình, nó canh, nó cũng tầm tứ rồi dữ lắm, nó cũng định rồi dữ lắm ha. À, nhưng mà nó thuộc về tà thiền. À, mình dùng cái chữ vậy thôi, thực sự cho nó thấy hai phân biệt hai loại. Tà thiền là các chi thiền trong các tâm bất thiện. Về chánh thiền tức là các chi thiền trong tâm thiện, thiền di đắc hữu nhân, là thuộc về chánh thiền. Thì nó phân biệt cho mình thấy là có hai loại. Hai loại là hiệp thế, siêu thế, hai loại là đối cảnh với là đối tướng, hai loại là tà thiền và chánh thiền. À, mà thiền hai loại. Vì nắm được vậy, alo. Hơi rắc rối chút xíu rồi làm được sao? Được ha? Rồi. Học bài nha, tuần sau đặt câu hỏi lãnh chứng tiếp này. Lắm mới nói tà thiền gì hỏi liền ha. Tà thiền là những cái chi thiền như tầm, tứ, hỷ, lạc, định, là những chi thiền đó mà nó có mặt trong tâm bất thiện. Nghĩa là tà thiền. Ví dụ như trong tâm tham thì có tầm tứ không? Có tầm tứ, có hỷ luôn nha. Có định luôn nha. Thì mà nó có trong tâm tham là gọi là tà thiền. Thì thằng ăn trộm nó cũng tập trung tư tưởng, nó cũng định vô dữ lắm, nó cũng tầm tứ, nó cũng dữ lắm. Thì ta xếp vô đó là nhóm, nó là nhóm tà thiền. Còn chánh thiền thì là những chi thiền trong tâm thiện, trong thiền, trong tâm di đắc hữu nhân, thì đặt định ra cho phân loại cho mình thấy hai vấn đề cách rõ ràng hơn ha. Thiện với bất thiện cách rõ ràng ha. Rồi đó là như vậy ha. Rồi có bảy chi thiền. Chi thiền có bảy, thường thường có năm mà giờ mình có bảy. Sách sách tất chánh hành có bài gì vậy? Có ha. Ok. Sách tá cha nan ga ni là bảy chi thiền đó. Sách tá cha nan ga ni quý tắc cô quý cha rô vi tí e ca ca ta su ma nát san đô ma nát san u bích ha. Đó là bảy chi thiền: tâm, tứ, hỷ, nhất tâm, lạc, ưu, xả. Phân là bảy chi thiền nha. Rồi tương tự chúng ta sẽ đi vào bảy chi thiền này như thế nào ha. Thứ nhất là tâm. Tâm quy tắc các là chi thiền đầu tiên là chi thiền tâm. Thì chữ quý như nào mình biết là quý là đặc biệt, quý là đặc biệt. Rồi cái căn tắc là suy tư, suy gẫm. Quý tắc các là suy gẫm đặc biệt. Được gọi là tâm, là suy gẫm đặc biệt, tất cả là suy gẫm đặc biệt. Rồi đặc điểm chánh yếu của quý tất cá, thì cái quý tất cá này, cái đặc điểm chính của nó là nó nâng cao các tâm sở đồng sanh đến đối tượng. Tức là khi mà tâm sở tầm này nó quăng tới đối tượng đó, thì nó nâng luôn tất cả những tâm sở đồng sanh chung như nó đến đối tượng luôn. Thì như vậy cái đặc điểm chính yếu của nó là nâng cao các tâm sở đồng sanh đến đối tượng, tức là nâng tất cả tâm sở kia là áp vô đối tượng đó. Thứ hai là áp đặt các tâm sở lên đối tượng, tức là nó nâng cao lên rồi nó quăng lên những cái tâm sở khác đồng sanh chung với nó, là áp đặt lên cái đối tượng đó. Thứ ba là quăng ném các tâm sở vào đối tượng, đó là ba cái ý nghĩa này. Tức là tâm sở tầm
nó nâng các tâm sở khác, áp đặt các tâm sở khác, quăng ném các tâm sở khác lên một đối tượng duy nhất, à, thì như vậy gọi là tâm. À, ví dụ như giờ mình tìm một cái gì, mình tâm mình tìm kiếm gì thì cái tâm mình nó sẽ tìm vô cái đối tượng đó, à, nó quăng tâm lên đối tượng đó, thì những cái tâm sở đồng sanh chung cái nó cũng đều phải đi theo nó hết, à, nó quăng nó áp đặt lên đối tượng. Thì như vậy đặt tính mà chính của quý tất cả là như vậy, là quăng ném tâm và tâm sở đồng sanh chung với nó vào một đối tượng, à, là đối tượng đó không? Mình hiểu ý này như vậy, thì mình hiểu được cái này mình mới thấy ứng dụng cái thiền trong cái đời sống ha. Ví dụ như mình muốn thiền cho nó được tốt đẹp hơn thì mình phải biết cái chi tâm này, à, mình phải quan tâm mình lên đối tượng, mình tác ý là hướng tâm lên đối tượng, quan tâm lên đối tượng, áp sát tâm lên đối tượng. À, thì như vậy đó là cái đặc điểm chánh yếu của chi thiền, à, là chi tâm. Rồi giờ mình có những ghi chú về cái tâm sở này không, cái chi tâm này không. Tâm trong thiền chỉ là nó đối trị hôn trầm thủy nguyên, tức là hôn thủy, à, tức là cái khi mà đạt được cái chi tâm trong thiền chỉ thì nó trị cái hôn trầm thủy nguyên. Bởi sao? Khi mà mình chăm chú vào một cái gì đó thì nó sẽ loại trừ cái sự buồn ngủ giả dự, cái sự hôn trầm, cái sự uể oải. À, thí dụ dễ hiểu nhất là cái gì, coi phim, à, tới chỗ đoạn hay mình tập trung tư tưởng vô, mình dồn tâm vô, mình quan tâm áp tâm lên đối tượng, mình tầm theo dõi cái đoạn phim đó, thì lúc đó bình tĩnh cũng không có buồn ngủ. À, thì như vậy tầm trong chi thiền nó cũng vậy, nó áp đặt tâm trên một đối tượng thì khi lúc đó là nó trị cái hôn trầm và thiền miên. À, thì tâm trong thiền chỉ là đối trị hôn trầm thiền miên. Rồi tâm trong thiền quán khác nha, trầm tâm trong quán, à, nó nâng tấn nhắc chi và trị tánh lười uể oải, nó cũng vậy ha. À, trong thiền quán thì nó nâng cái chi của thân nhắc chi, niệm tập tấn hỷ khinh định xả đó, thì trong thiền quán nó nâng cái chi tấn lên, tức là tinh tấn siêng năng tích cực để mà quán sát các pháp. À, thì tâm nó làm thực sự là nó nâng cái chi tấn lên và nó trị cái tánh lười biếng uể oải, à, thì nó cũng là trị hôn trầm thủy nguyên, à, nhưng mà nó được cái nó cao hơn nữa là nó nâng được cái chi pháp tấn nhắc chi lên. Rồi tâm trong tâm đạo, tức là chi tâm này mà nó sanh trong tâm đạo thì chính là chánh tư duy, một trong bát chánh đạo ha, à, là được gọi là tâm trong tâm đạo, thì được biết đó là chính là chánh tư duy, tức là tâm áp đặt suy tư trên niết bàn, cái đối tượng là niết bàn, thì như vậy là chánh tư duy. Tâm trong tâm bất thiện thì là tà tư duy, à, bất thiện thì nó được là tà tư duy. Tâm trong tâm vô ký là phi thiện, phi bất thiện, à, nó không có thiện cũng không có thiện luôn. Thì vậy trong cái tâm sở chi tâm này đó, à, chúng ta có những cái sự mà đặc biệt của nó chúng ta cần phải chú ý, à, tức là tâm mà trong thiền chỉ thì nó trị cái trạng thái mà ngủ giả dự uể oải, trong thiền quán thì nó lại nâng lên được cái tấn giác chi và nó cũng trị cái tấn lười biếng uể oải. À, nhưng mà khi mà nó sanh trong tâm đạo thì nó được gọi là chánh tư duy, và trong tâm bất thiện thì là tà tư duy, trong tâm vô ký thì không thiện mà cũng không là bất thiện luôn. À, đó là cái chi thứ nhất là chi tâm. Rồi tâm được cái gì, alo, dễ hiểu không? Rồi, học thêm một cái nữa thôi, học thêm một cái chi nữa thôi, lần tới học tiếp, nhiều quá, rối loạn. Rồi, tới tứ, quý cha đó, tới tâm, tới tứ, quý cộng căn cá, à, quý cộng căn chá, và quý là đặc biệt, chá là đi thênh thang bất định, à, giống như nhìn chá hay là cá, cha, 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 cha là xe hơi đó. Xe hơi đi thân thang bất định, xe hơi đi hết bằng này tới bằng khác, xe hơi quý cái này là đi thân thang bất định, là đặc biệt đi thân thang bất định, là hai cái từ này ráp vô quý cha rá, thành chữ quý cha rá, à, là suy xét trên đối tượng, à, tứ này nó suy xét nó quán xét, nó suy xét nó vậy đó. Rồi nó quán xét, nó đi quan cảnh một cái cách đặc biệt,
quán sát đi quan cảnh một cách đặc biệt, tức là nó đi nó quan, nó quán sát cái đối tượng đó. À, tiếp theo là dán áp tâm liên tục trên đối tượng, rồi dò xét quan sát điều nghiên đối tượng một cách khắng khích. À, thì như vậy tứ tầm thì nó quan tâm lên đối tượng một cách chặt chẽ. Tứ là bắt đầu nó quan sát, nó chạy vòng 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 nó quan sát đối tượng đó. À, thì là thí dụ cái sự khác biệt giữa tầm và tứ này là nó có cái sự gì vậy? quanh đi quanh, quan sát đi quanh, đi quanh á, thì cái chính vì như vậy nó có cái đặc biệt của hai cái chi tầm và tứ này, nó khác thích với nhau. Là ví dụ như tầm là ví như con ong bay áp đến hoa sen, con ong mà bay áp vô hoa sen là từ ví như tầm, tức là con ong bay vu vô cái hoa sen, áp vô hoa sen. Rồi tứ ví như con ong bay lượn quanh hoa sen. Bay lượn quanh hoa sen để mà nó dò xét, để nó quan sát cái hoa sen đó. Đó là nó thí dụ tầm và tứ, như là con ong bay áp đến hoa sen và bay lượn xung quanh hoa sen để mà quan sát hoa sen đó là tứ. Đó là thí dụ thứ nhất cho mình biết về cái hình ảnh, qua cái hình ảnh của con ong để nói lên cái sự tầm và tứ. Rồi thí dụ thứ hai là nó tầm nó ví như con chim đang đập cánh bay. Ví dụ như chim đập cánh bay lên, phóng bay lên, thì tầm ví như chim đập cánh bay lên. Tứ là ví như con chim đang lượn trên không trung. Tứ ví như con chim đang lượn vòng 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 không trung, vòng vòng để quan sát xung quanh. Thì đó là tầm và tứ, hình ảnh của một con chim. Đó là tầm và tứ. Rồi ví dụ thứ ba là ví dụ về hình ảnh của một cái trống. Ví dụ tầm ví dụ là mình đánh trống, mình đánh vô bung bung đánh trống, thì tầm là ví dụ đánh vô một cái điểm trên cái trống, thì tầm ví dụ đánh vào cái trống. Tứ là ví như âm vang, tức là khi mình đánh vô cái trống thì là tầm cái âm nó dội ra, nó vang ra, thì là ví như là tứ. Thì hai cái chi này nó có một sự liên hệ với nhau rất là đặc biệt ha. Tầm và tứ luôn luôn đi với nhau. Cho nên cái vấn đề mà chi tứ này nó là một cái chi cũng rất là quan trọng trong thiền ha. Nếu không có tứ, không có sự quan sát cái vấn đề mà khắng khích thì cũng khó mà đạt được cái thiền định ha. Cho nên phải có tâm rồi phải có tứ. Rồi trong thiền chỉ thì tứ thì nó đè nén cái sự nghi ngờ, nó áp chế cái sự nghi ngờ. Tại sao trong thiền chỉ thì nó tâm tứ đè nén áp chế sự nghi ngờ? Thì cái tứ tức là quan sát, cái sự quan sát nó làm quan sát thấy rõ cái sự vật, cái đối tượng của nó. Thì khi nó đã quan sát thấy rõ thì nó không còn nghi nữa. Thì cho nên nó sẽ không có cho cái chi nghi này phát sinh được. Cho nên cái tâm nghi ngờ này nó bị cái tứ nó đè, nó không còn có nghi nữa. Cho nên trong thiền chỉ cái tứ nó làm cái nhiệm vụ nó đè nén cái sự nghi ngờ, quan sát được và đè nén sự nghi ngờ ha. Đó là trong thiền chỉ. Rồi trong thiền quán thì nó tăng lên, nó nâng cao cái niệm giác chi và cũng áp chế nghi. Nó tăng lên, nó nâng cao cái niệm giác chi. Niệm chi thì khi mình niệm giác chi là mình có sự quan sát, sự ghi nhận, sự quan sát đối tượng. Thì như vậy cái tứ nó trong thiền quán thì nó làm cho cái niệm giác chi được tăng trưởng, được lớn mạnh. Cho nên khi mình vô thiền quán thì cái tâm sở tứ này nó quan sát đối tượng đó, làm cái niệm giác chi mình nó được phát triển mạnh thêm lên. Thì như vậy đó là trong thiền quán thì tâm sở tứ và chi tứ này nó nâng cái niệm giác chi và nó cũng áp chế cái sự nghi luôn. Rồi đó là trong thiền ha. Rồi trong tâm bất thiện thuộc tánh bất thiện. Trong bất thiện thì nó thuộc tánh bất thiện rồi, thì mình khỏi là biết khỏi nói ha. Thì nó thuộc về bất thiện ha. Tứ mà trong bất thiện thì trong tâm tham thì nó thuộc về tứ bất thiện, trong tâm thiện thì nó thuộc tánh thiện, trong bất thiện thì nó thuộc bất thiện, trong thiện thì nó thuộc về thiện, trong di tác và quả siêu thế nó thuộc về tánh vô ký. Quả siêu thế thì thuộc về tánh vô ký. Rồi đó là chi tứ, cho chúng ta thấy là cái sự mà đặc biệt của tâm và tứ trong cái những chi thiền nó sẽ đem đến chúng ta những cái sự mà lợi ích lợi lạc như thế nào khi chúng ta ứng dụng hai cái vấn đề này để trong cái đời sống tu học mình tốt đẹp hơn. Thì mình ngồi
thiền, mình biết quan tâm đến đối tượng như thế nào, mình biết áp chế tâm tình đối tượng, rồi mình biết quan sát đối tượng một cách rõ ràng như thế nào. Đó là dùng hai cái chi này, đó là tác ý khéo như lý tác ý, thì tâm và tứ nó sẽ phát triển. Mà tâm và tứ phát triển lớn mạnh thì những cái phiền não, những cái tiền cái, những cái pháp bất thiện nó sẽ bị áp chế, bị đè nén, không có khả năng để bộc phát được. Mà khi nó mà những cái pháp bất thiện mà nó không có khả năng bộc phát được thì những cái thiện pháp chúng ta sẽ được lớn mạnh. Và như vậy, chính vì như vậy nó đem tới cho chúng ta những cái sự lợi ích rất là tốt đẹp, rất là to lớn ha. Rồi hôm nay mình học tới đây thôi, học tới hai chi nữa, học nhiều quá mệt lắm ha. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có đi về thành tựu chánh trí đồng đều nhau phát tài. Mô tả dạ, nam mô tam ma dạ, nam mô sa ca. Sa thư, sa thư, sa thư. Dạ, chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính xin phép được hồi hướng sám hối Phật pháp tăng ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo. Dạ, đã chắc ngài đang bận rồi, dạ con xin phép được hồi hướng ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si thu phê ca rê phu thi ca rê ta hin ta hin ta tham ma ta nê na pha wan tu bu chi ta so hình ca ron tê ca vi ha ra man đa lê thê ra cha mắt cha na wa ca cha phình khẩu saramika danapati upasaka kama cha de sanikama cha isara sampana puta sukita pawantu te cha la puja ye picha anda sampawa sangse da jata atawo pakatika nilyani kang tamawa rang patinja kete sampe pidung kasakaron tu sa yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham mất tha ra cha phung cả la chẳng khô hồ tu sa mặn go wa an ta ya cha hi ta ya cha am he rang khan tu san tham mô sam pe vi tham ma cha ri no un thinh sam pa u nay ya ma tham ma ri yam pa wa de pa we di te te Ý đăng nô nha thi năng hồ tu sư ki ta hồn tu nhà tất vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Ý đăng quá tâm mê bùn nhân a sa quá thay ăn quá hồ tu an ca te ca lên.